Hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các bạn là cái nguyên lý hình thành các cái yêu niên, ví dụ như sinh khí, thiên y, diên niên hay là tuyệt mạng hay ngũ quỷ. Cái nguyên lý đâu mà nó hình thành nên những cái yêu niên đó, và vì sao nó tốt, vì sao nó lại là các yêu niên xấu. Để đi vào giải thích sự hình thành các yêu niên thì mình sẽ nhắc lại một chút xíu về cái thiên nguyên bản của ai, cũng như về cái hà đồ ha. Cái bài học của Hado thì chúng ta đã biết được đúng không ạ? Chúng ta đã biết được là 1 và 6 đúng không? Là hành thủy. Đúng không? 2 và 7 là hành hỏa. 3 và 8 gọi là hành mộc. 4 và 9 đó là kim. Và 5 10 là thổ. Tức là những cái này được gọi là tập số tiên thiên. Tập số tiên thiên. Rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy có cái tiên thiên bạch quái. Ví dụ như sau, đây là càn. Đây là đoài. Đây là ly. Đây là chấn, đây là tốn, đây là khảm, đây là cấn, và cuối cùng là khôn, phải chưa ạ? Nhắc lại, đây là càn, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn và khôn. Đấy ạ. Đối với cái hà đồ thì chúng ta lưu ý rằng sẽ có một cái vạch phân chia này. Đấy, được gọi là cái vạch này nó sẽ phân chia giữa nửa dương và nửa âm. Nửa phía trên này gọi là nửa dương, nửa phía dưới này là nửa âm, tức là gọi là lưỡng phiến, gọi là âm dương lưỡng phiến. Bên này chính là nửa dương và bên này là nửa âm. Cái vạch này nó phân chia hai bên này được gọi là lưỡng phiến. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhắc đến cái lạc thư một chút xíu. Lạc thư thì chúng ta cũng học ở buổi trước rồi ha, bây giờ chỉ nhắc lại thôi. Vậy lạc thư ra đây là số 5 đúng không? 6 7 8 9 1 2 3 và 4. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái lạc thư này vào đây. Được chưa? Đưa cả con số của lạc thư này phối với tiên thiên bát quái. Đây là tiên thiên bát quái. Đây là con số của lạc thư, tức là số của hậu thiên bát quái. Đưa những con số của hậu thiên bát quái vào phối với tiên thiên bát quái. Được chưa? Thì chúng ta có thể đây là 9 không? Bên cùng ở đây là số 9. Bên này đây là 4. Đây là 2. Đây là 3. Đây là 7. Đây là 8. Đây là 6. Đây là số 1. Đó. Nhắc lại, ở đây là tiên thiên bát quái, gốc của nó vẫn là tiên thiên bát quái, còn bên này là con số của hậu thiên bát quái. Chúng ta đưa con số của hậu thiên bát quái vào phối với tiên thiên bát quái. Được chưa? Thực chất cái này là cái lý thuyết của bộ môn huyền không đại quái. Tuy nhiên mình cũng đưa cái lý thuyết đó để mình giảng dạy cho mọi người hiểu được cái này luôn. Bởi vì rất là nhiều thầy bát trạch không giải thích được cái này. Đúng không? Chỉ áp dụng thôi. Ví dụ lấy càn phối với đoài thì biết nó là sinh khí, nhưng không biết được cái nguồn gốc của nó, vì sao nó ra sinh khí, tức là nguồn gốc vì sao nó lại ra ra được cái yêu niên tốt, hoặc là tuyệt mạng nguồn gốc của nó ở đâu nó ra cái yêu niên xấu, là tuyệt mạng là xấu, thì mình phải dựa đến những cái này để mình phối. Được chưa? Và lưu ý rằng khi mà chúng ta đã phối con số của hậu thiên này vào cái tiên thiên thì cái ngũ hành của những cái quẻ tiên thiên này
ngũ hành của những quẻ tiên thiên này bây giờ nó sẽ đi theo cái ngũ hành của cặp số tiên thiên, của cặp số này, cặp số hoa đồ. À, mình gọi là cặp số hoa đồ đi nha. À, lưu ý bài này nhá, nhắc lại nhá. Khi mà mình phối cả con số của hậu thiên vào cả cái quẻ của tiên thiên đây thì lúc này ngũ hành này không phải là cái ngũ hành giống như bữa trước mình học nữa, mà cái ngũ hành này nó phải đi theo cặp số này. Đó, ví dụ như ba đúng không? Ba bữa trước, ví dụ như đấy bữa trước mình học quẻ ly đúng không? Quẻ ly là bữa trước mình học là số 9, là ngũ hành là hỏa. Nhưng mà bây giờ ly là số 3 này nằm trong cặp 38, nhưng bây giờ nó là hình mộc. À, được chưa? Trong cái huyền không đại quái thì nó là hành mộc.